Xin chào toàn thể các bác các anh em. Cũng nhân tiện giới thiệu các anh em về cái dòng vang số Batty House, thì em cũng lọc ra mấy chiếc vang số X12 hàng bãi. Nó trong một cái tình trạng là cái nắp bên trên này là nó hơi bị gọi là loang loang một chút, sần sần một chút. Thì đối với dòng vang số X12 ấy, thì em cũng nhập về bán từ trước này khá nhiều và cũng vẫn còn để cho các anh em có thể là chọn lựa. Thì đối với những chiếc vang số mà đẹp là 3.8 triệu, em vẫn bán cho các anh em là 3.8 triệu có khiển. Thế còn có 3 chiếc vang số mà cái nắp mà nó bị sần sần như thế này, nó chỉ bị một tí ở góc này thôi, thì em bán là 3.5 triệu, tức là rẻ hơn so với bình thường là 500. Thì nếu các anh em không kén lắm về cái hình thức thì có thể là chọn mua những chiếc vang số này. Nhưng cái quan trọng nhất ấy là các anh em mua của cái người chuyên làm về vang số, chuyên cài đặt về vang số và có uy tín về vang số, thì các anh em sẽ có một chiếc vang số hay. Đây là một cái bác ở Hà Nội mà đã gửi chiếc vang số về Thái Bình, sau đó lại gửi lên cho em quan chỉnh. Và bác này, bác ấy đã nhận được chiếc vang số này, và bác ấy có nhắn tin cho em. Đây là cái bác ở Hà Nội mà đã gửi chiếc vang số siêu T3 về Thái Bình, sau đó lại gửi lên cho em quan trình. Và đây là cái phản hồi của cái bác này sau khi mà em cài đặt lại chiếc vang số siêu T3. Và em thì không có điều kiện là đến tận nhà các anh em để làm. Chứ còn nếu như mà cũng trên một cái chiếc vang số mà em ngồi tại chỗ em căn chỉnh như thế, mà em lại được đến tận nhà các anh em để nắn chỉnh thêm nữa thì tuyệt vời, thì sẽ tuyệt vời, em khẳng định là sẽ tuyệt vời. Bởi vì ngồi tại chỗ mà căn chỉnh được như thế, ngồi tại chỗ mà căn chỉnh trên rất nhiều loại vang số và trên rất nhiều bộ dàn khác nhau, rất nhiều không gian khác nhau mà đạt được một hiệu suất như thế, thì đây là một cái mà các anh em có thể là yên tâm để mà mua vang số. Em ngồi tại chỗ, chứ còn nếu như mà đến tận nhà các anh em mà gọi nắn chỉnh thêm nữa thì có lẽ rằng các anh em sẽ hài lòng ý. Bác này Hà Nội này. Thế cho nên rằng là cái vấn đề mua vang số là nó rất khó. Vang số nó sẽ quyết định là 70-80% trên một cái bộ dàn karaoke. Vang số làm tốt ấy, thì nhiều khi là bộ dàn rẻ tiền vẫn có thể dùng hay. Còn vang số làm không tốt ấy, thì bộ dàn đắt tiền chưa chắc đã hay. Thế cho nên rằng là em cũng thường xuyên chia sẻ các anh em ấy, là khi mua vang số các anh em phải chọn đơn vị bán hàng, chọn người cài đặt. Chứ còn nếu như các anh em cứ ham rẻ, ham đến chỗ mà như vậy là bán nhiều đồ thì chưa chắc đã cài được vang số hay đâu. Bởi vì các bác thấy rằng là ngày nào em cũng ngồi trong cái căn phòng này căn chỉnh vang số cho các bạn người nghe, và không phải là một loại mà rất nhiều loại, rất nhiều năm nghiên cứu về vang số mà lại được va chạm rất nhiều loại, cho nên rằng là sẽ có những cái kinh nghiệm và cái sự thẩm âm, và một phần nữa là thông qua cái sự phản hồi của người dùng để nắn chỉnh dần. Giả dụ như là cái dòng X12 này, từ trước đến nay là em nhập về em bán, cũng như là các anh em gửi đến căn chỉnh ấy, thì các anh em có cái phản hồi ở trong cái vấn đề sử dụng. Giả dụ như cái effect là nó như thế này này, thế rồi cái âm sắc nó như thế này này, và cái bác này đang sử dụng trong những cái bộ dàn thiết bị như này, thì em sẽ rút kinh nghiệm để mà làm cho các anh em càng ngày nó càng tốt hơn. Cho nên tại sao mà em cũng được cái sự tín nhiệm của rất nhiều anh em đã từng gửi vang số đến căn chỉnh, cũng như là đã mua vang số thì lại tiếp tục giới thiệu cho anh em bạn bè mua vang số hoặc là gửi vang số đến căn chỉnh. Em ở rất xa thôi, ở Hà Giang thôi, nhưng mà có rất nhiều các anh em gửi vang số đến căn chỉnh. Ngay chiếc X12 mà em bán được cho em Hải Phòng, thợ đến nhà động chạm vào phần nhạc, phần súp, phần effect đầu ra, thì lại gửi quay trở lại cho em để căn chỉnh lại. Đây nó cũng là một cái sự đánh giá về cái chất âm mà em làm cho các bác và anh em. Nếu như em không làm tốt ý, thì chắc chắn rằng chú em này cũng không gửi quay trở lại để mà căn chỉnh lại lần thứ hai. Và một vấn đề nữa là rất nhiều các bác anh em là xem video clip chia sẻ về phương pháp căn chỉnh vang số, thì các bác anh em cũng có thể là như vậy là áp dụng được những cái phương pháp của em chia sẻ. Còn để nó hoàn thiện hơn thì rõ ràng rằng nó còn liên quan đến vấn đề thẩm âm, liên quan đến cách làm, liên quan đến thẩm âm. Thế cho nên rằng là nó rất là khó.
Chứ còn em bán vang số và cài đặt vang số ấy, em luôn luôn bảo là khó, chứ em không bảo là dễ. Bảo dễ để cho các bác anh em mua về mà các bác anh em không tự mình căn chỉnh được. Thế rồi là anh em bạn bè đến hát mà nó không có ý hài lòng thì nó mất uy tín cho cái người bán hàng. Cho nên em bán là em không bảo là còn dễ chỉnh. Không khuyến cáo các bác anh em là chỉnh quá nhiều. Bởi vì là phải dựa trên cái kỹ thuật của cái người làm. Thì các bác anh em sẽ nắn chỉnh dần, nắn chỉnh thêm. Khi nào ưng ý rồi thì mới lưu. Chứ còn bản thân người dùng ấy là khó tự mình căn chỉnh được vang số. Bởi vì làm một chiếc vang số X12 này có lẽ lên hàng trăm mục, là hàng trăm mục trên chiếc vang số. Và nó đòi hỏi cái sự thẩm âm. Cho nên là nếu các bác anh em mà không dựa trên cái nền tảng của người làm tốt ấy, thì chắc chắn rằng các bác không tự mình căn chỉnh được một chiếc vang số hay đâu. Còn các bác anh em đừng có nghe các cái đơn vị bán hàng là cái này dễ lắm, cái này chỉnh đơn giản lắm. Nút mic là chỗ này, nút effect là chỗ kia, nút sub là chỗ này. Nó phải thông qua cái sự phối hợp từ phần nhạc cho đến phần mic, cho đến phần effect, cho đến phần đầu ra. Và nhiều cái chế độ nâng cao như là cái nó sẽ ghép đổ vào cái limit đầu ra thì mới có một chiếc vang số mà cả nhạc cả mic nó hay. Chứ còn bây giờ các bác anh em cứ nghe cái đơn vị bán hàng giới thiệu với các bác anh em là cái dòng này nó dễ chỉnh. Ai mà chẳng biết là trên X12 hay X3, X4, X5. Như vậy là nó sẽ có những cái nút về nhạc, về mic, về echo, về gì vợt, về main, về sub. Hoặc là trên DK5000 này nó cũng căn chỉnh đầy đủ các cái vấn đề đầu vào cũng như vấn đề đầu ra. Nhưng bản thân các bác anh em liệu có phối hợp được với nhau để mà ra một cái chất âm mà effect nó mềm mại, nhuần nhuyễn, cái âm sắc nó sạch sẽ, chi tiết hay không? Thì đây nó cũng là một cái mà các anh em cần phải lưu ý. Thì đây là ba chiếc vang số mà nó cũng gọi là có khiếm khuyết nhẹ, khiếm khuyết nhỏ thôi. Thì các anh em mua thì là với giá 3 triệu 3. Thì các bác hãy liên hệ với em để em cài đặt cho các anh em những cái cấu hình tốt nhất. Và trên X12 này em làm được 10 chế độ cho các anh em sử dụng. Thì các anh em có thể là yên tâm gọi các chế độ em cài đặt để mà sử dụng. Và có thể nắn chỉnh thêm về cái phần âm sắc thông qua cái phần chỉnh equalizer của phần mic và cái phần music. Thì chắc chắn là sẽ có một chiếc vang số khá hay.